Pia Club 89 là một quán bia được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng, không chỉ vì không gian ấm cúng mà còn cực kỳ chuyên nghiệp. Các nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn khi mới bắt đầu tập chơi. Ấn tượng nổi bật đầu tiên về bia Club 89 có lẽ là không gian vừa đẹp và vừa chất. Với phong cách thiết kế hiện đại cùng với sự kết hợp hài hòa giữa những tông màu khá sáng cùng nhiều họa tiết lạ lẫm được trang trí trên tường, bia Club 89 mang lại cho người chơi cảm giác vô cùng thời thượng. Cũng như nhiều quán bia Hà Nội khác, bia Club 89 luôn đem lại không khí vui chơi thư giãn, đáp ứng được tất cả các yêu cầu khắt khe của những khách hàng khó tính nhất. Tại đây, quán thường xuyên tổ chức các giải đấu dành cho những người chơi muốn trau dồi và nâng cao kỹ thuật chơi cơ bản của mình. Ngoài ra, do có nhiều chương trình hấp dẫn, thú vị nên bia Club 89 đã thu hút lượng lớn khách đến mỗi tối.